10 series người Việt tìm kiếm nhiều nhất năm, hẹn hò trốn công sở, Big Mouth, Snowdrop. Vào top 10 series người Việt tìm nhiều nhất năm 2022 trên Google. Hẹn hò trốn công sở của Hàn Quốc đứng đầu danh sách do Google công bố chiều 7 tháng 12. Phim kể về Shinha Ji Kim Se Cheong đóng thay bạn đến một cuộc xem mặt được gia đình sắp đặt mục đích khiến người đàn ông chán ghét rồi từ bỏ. Cô không ngờ gặp phải Kang Tae-mu An Hyo Sep đóng, giám đốc mới nhậm chức ở công ty. Hai người từ đó liên tục chạm trán, gặp nhiều tình huống giờ khóc giờ cười, series tạo nhiều tình huống hài cường điệu, đặc trưng của dòng truyền hình tình cảm Hàn Quốc nhưng vẫn lôi cuốn người xem. Dàn diễn viên với ngoại hình, gu thời trang đẹp cộng thêm điểm cho tác phẩm, phim thuộc thể loại trinh thám. Chính kịch tâm lý tội phạm, nội dung về Park Chang Ho, Lee Yong Suk luật sư hạng 3, có biệt danh Big Mouth bởi hay bốc phét, năng lực kém cỏi. Sự kiện thay đổi cuộc đời Chang Ho là khi thị trưởng Choi Jo Ha Kim Jo Hun thuê anh làm luật sư cho một vụ án giết người. Trong quá trình điều tra, Chang Ho phát hiện những sự thật về tầng lớp thượng lưu trong thành phố, kịch bản được đánh giá cao bởi những tình tiết căng thẳng và khó đoán. Snowdrop xoay quanh tình hình chính trị hỗn loạn năm 1987 ở Hàn Quốc. Jung Hae In vào vai sinh viên Su Ho bị thương nặng, trốn trong ký túc xá nữ sau một cuộc biểu tình. Tại đây, anh gặp Yang Jo, Jisoo và được cô chăm sóc, giúp giấu kín thân phận. Mối tình lãng mạn nảy nở trong bối cảnh căng thẳng, đạt rating khá cao, 2,7 ở Hàn Quốc nhưng phim bị khán giả chê vì xuyên tạc lịch sử. Nhiều người cho rằng phim lãng mạn hóa chính trị, xúc phạm cuộc đấu tranh dân chủ cuối thế kỷ 20, tác phẩm cổ trang Trung Quốc tinh hán sán lạn, đứng thứ tư trong danh sách. Phim dài 66 tập nói về cuộc đời Trình Thiếu Thương, Triệu Lộ Tư đóng, cô gái không được bố mẹ quan tâm, sống nhờ nhà họ Hàng từ nhỏ. Khi được bố mẹ nhận nuôi lại, Thiếu Thương về kinh thành, nhiều lần gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm với con nuôi của Hoàng đế. Lăng Bất Nghi, Ngô Lỗi đóng. Tác phẩm thu hút nhờ kịch bản nhiều nút thắt mở liên quan đến các xung đột trong gia đình, hoàng tộc. Ngoài ra, diễn xuất của cặp diễn viên trẻ cũng được đánh giá tốt. Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa là phim truyền hình Trung Quốc đề tài thanh xuân, phát sóng từ đầu tháng 11, dài 36 tập. Tác phẩm nói về Chu Vận, Trương Tịnh Nghi đóng, nữ sinh ngành công nghệ thông tin. Xinh đẹp, học giỏi. Cô yêu Lý Tuân, Trần Phi Vũ đóng, cùng anh lập nghiệp nhưng gặp nhiều biến cố. Vì bị kẻ xấu hại, Lý Tuân phải chịu án tù 3 năm, còn Chu Vận thời gian ấy cũng gặp vấn đề tâm lý, phim được khán giả đánh giá cao, với 7,2 điểm trên diễn đàn Dabun. Theo công ty phân tích số liệu Maoyan, phim tạo ra 1.300 chủ đề nóng trên các mạng xã hội ở Trung Quốc thu hút 7 tỷ lượt đọc. Đơn vị mua bản quyền phát sóng tại Việt Nam cho biết tác phẩm có hơn 4 triệu lượt xem. Trầm Vụn Hương Phai, phim Trung Quốc đề tài thần thoại do Dương Tử Thành Nghị đóng chính, xếp thứ 6 trong danh sách. Phim kể chuyện tình tay ba giữa đóa hoa sen thượng cổ Nhan Đàm, Dương Tử, Ứng Nguyên Đế Quân, Thành Nghị và Dư Mặc Trương Tuệ. Phim bị chê cốt truyện tạo hình không đột phá nhưng vẫn tạo nên cơn sốt ở Việt Nam và Trung Quốc khi lên sóng tháng 9. F4 Thái Lan, Boy Over Flower được làm lại từ bộ phim Vườn Sao Băng nổi tiếng của Đài Loan. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về cô gái nghèo gặp rắc rối với bốn anh chàng nhà giàu. Phim từng có phiên bản Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc nhưng vẫn hút người xem, đứng thứ 7 trong danh sách tìm kiếm của người Việt năm qua. Tác phẩm chủ đề tiên hiệp của Trung Quốc Thương Lan Quyết đứng thứ 8 trong danh sách. Trong phim, Vương Hạc Đệ phải đóng Đông Phương Thanh Thương, người lãnh đạo Nguyệt tộc bộ là có thù với tiên giới. Nhân vật có sức mạnh vô song, tính tình kiêu ngạo, tàn ác. Sau này, nhờ tình yêu của tiên nữ Tiểu Lan Hoa, Ngu Thư Hân đóng, Thanh Thương dần thay đổi. Phim giúp Vương Hạc Đệ vụt sáng từ tên tuổi bậc trung thành, lưu lượng, sao nam có lượng fan lớn và tầm ảnh hưởng hàng đầu thế hệ mới. Phim kinh dị Hàn, Ngôi Trường Sát Sống từng gây sốt toàn cầu khi phát sóng đầu năm, đứng thứ 9 trong danh sách. Chuyện bắt đầu khi nữ sinh Hae Eon Ju, Jung Yi Seo bị con chuột trong phòng thí nghiệm cắn vào tay rồi biến thành xác sống khát máu, zombie lan nhanh với tốc độ chóng mặt, không gian lớp học, phòng âm nhạc, y tế, thư viện, tầng thượng và sân chơi, vốn yên bình trở thành đấu trường sinh tử. Học sinh sử dụng bàn ghế, đàn piano hay những quả bóng trong phòng thể dục làm công cụ chiến đấu. Ngoài câu chuyện kinh dị, phim phản ánh nhiều hiện trạng xã hội như gian lận trong thi cử, phân biệt giàu nghèo, mang thai ở trẻ vị thanh niên, lợi ích nhóm và sự vô tâm của người lớn. Our Beloved Summer, tên Việt Mùa Hè Yêu Dấu Của Chúng Ta là phim đề tài thanh xuân của Hàn, phát sóng tháng 4. Series xoay quanh cặp đôi Choi Ung, Choi Woo-sik và Cúc Yeon-su, Kim Jami. Trong khi Yeon-su là cô nàng thủ khoa, luôn đứng nhất lớp thì Choi Ung lại là anh chàng cá biệt, xếp hạng bét. Nhiều năm sau, họ tình cờ gặp lại nhau và buộc làm việc chung trong một dự án.
Lúc này, Choi Eun đã là họa sĩ nổi tiếng, còn Yeon Su là trưởng phòng truyền thông đang chật vật chứng minh bản thân. Phim diễn biến nhẹ nhàng, gợi cho khán giả nhiều hồi ức về thời học trò.